Kỳ dư chư thọ Phục hữu thất bảo hộ gì Cầm cá chi diệp hoa quả Chủng chủng cộng thành Chúng ta xem chú dạy của Hoàng Niệm Tổ Thủy tinh Với thủy tinh mà hiện nay chúng ta thường nói là tương đồng Phản ngữ là pha lê Pha lê là dịch âm Lại gọi là pha lê Pha lê là thành phẩm hóa học hiện đại Thời xưa không có pha lê Mà chỉ có thủy tinh nên Trong kinh Phật nói Pha lê chính là thủy tinh Có màu tím Màu trắng Màu hồng Màu ngọc bích Màu xanh lục Giống như phỉ thúy Gọi là màu ngọc bích Có bốn màu Lưu ly nải phản ngữ Hoa ngôn thanh sắc bảo Bảo này màu xanh Tất cả các thứ bảo đều không thể phá hoại Thế của nó cứng Màu sắc ống ánh Thế gian rất hiếm thấy Nên có tên là bảo có người nói ngày xưa có một số người nói pha lê mà trong kinh phật nói chính là ngọc bích ngọc màu xanh lục rất quý giá trị rất cao Đại địa của thế giới cực lạ Không phải bằng đất Nó là bằng lưu ly Dùng lưu ly làm đất Hiện nay chúng ta nói Ngọc bích rất hiếm và rất ít Nhưng toàn bộ mặt đất ở thế giới cực lạ Dùng ngọc bích trải Không có gì gọi là hiếm thấy cả Đến thế giới cực lạ Những trân châu mã não này rất nhiều Không ai cần Hộ phách lưu ly Cũng đều là trân bảo của thế gian Tóm lại Thất bảo Đều miễn cưỡng Dùng vật thế gian Làm ví dụ Câu này rất quan trọng bất cứ loại châu báu nào ở thế giới tây phương chúng ta đều không có cách nào tưởng tượng được thật là không thể nghĩ bạn chúng ta chưa từng thấy hay nói cách khác là cũng chưa từng nghe qua Bất luận là nghe ai nói Chúng ta đều không có cách nào lãnh hội được Điều này là Đức Thế Tôn dùng phương tiện thiện, thiện xảo Dùng trân bạo thế gian để làm ví dụ Thực tắc Cực lạc nhất thiết dạng vật Tất giai di diệu kỳ lệ Siêu du thập phương Khải chân tự thử trượt thị chi tục vật